Camera. Hello, xin chào mọi người. Mình đang có mặt tại thành phố Irvine, tại California. Hôm nay mình sẽ tới cái khách là dealer tại dealer Irvine. Mình sẽ review chiếc xe truck, Cybertruck cho mọi người xem tại Irvine nhé. Đây trước mặt mình là cái showroom mọi người Tesla. Giờ mình sẽ đi vào trong để mình review chiếc Tesla Cybertruck cho mọi người xem. Make it look like a, you know, wow. Cả nhà, chiếc xe chiếc này là full option nha. Cái này là đúng 100.000 đó mọi người. Cái này là 4 cửa này. Ở đây là phía trước này. Trước ngồi ở trước á, này wow, cái màn hình rất là to nha. Nhìn chiếc xe khi mình nghe thì mình nghe thôi, chứ còn khi mà mình tới đây mà mình nhìn thấy chiếc xe rõ ràng luôn đó cả nhà, thì mình mới thấy giá trị của chiếc xe truck của Tesla. Phải nói quá tuyệt vời, đúng là quá tuyệt vời luôn. Cái bánh xe của nó này, cái này nó nhựa này. Đây, rồi mình đang ngồi trong này. Rồi mình đang ngồi trong. Nhìn nó rộng rãi hả? Nhìn chiếc xe rộng. Khi mà anh tới đây, anh đứng sát chiếc xe thì mình mới thấy chiếc xe nó to. Ta không nghĩ là cái cửa hộp trên đây thì nhỏ. Này cái này nó rộng, nhìn sợ luôn. Wow. Nhìn vô trong xe ngồi rộng. Quá đẹp luôn đó, quá đẹp. Quay phía sau này. Bay quay lại. If they have right now, I buy right away. Man, it's waiting. Yeah. Because you know, usually I want to be happy well, first, you know. Yeah, vợ mình mà lúc mà chưa đến đây á thì cũng không có thích đâu, hoặc là cũng không có mê lắm, mà khi mà đến đây ngồi trong chiếc xe rồi hoặc là đứng sát chiếc xe rồi thì mình mới thấy cái giá trị của Cybertruck cả nhà. Nó nói giống thì không giống ai hết, mà những điều nó nhìn nó rất là hầm hố, mà nhìn nó rất là mình hình như là rất thích luôn á, và nó là rất thích luôn á. Mình là thích những cái quái về mọi người. Nhìn vậy nhưng mà chắc chắn, nó nhìn rất là chắc chắn nhá. Đã, nhìn cái tay lái nó bé tí này. Nhỏ nhưng mà rất là chắc chắn lắm. Nhìn nó đơn giản ha. Đơn giản. Rộng rãi. Anh đâu có nghĩ chiếc xe nó rộng vậy. Mà cái này nhìn nó bằng da. Ủa, trước kia rộng ghê hả? Em nói là để giống như là nó có một cái gì để cái này bằng da hết này. Ồ, me. Còn ở dưới này. Trên, bên tải. Yeah, đàn bà mà còn thấy khoái luôn, mà thấy thích luôn, mà quá đẹp luôn. Nhìn này, em lên ngồi sau, em coi thử ngồi sau có vẻ dễ thoải mái không? Nè, thích không quá thích luôn rồi. Nhìn vậy nhưng mà nhìn cái này phải đưa thì lên cho nó coi. Thằng con mình mà lên đây là nó mê cả nhà. Mình đây mà hai vợ chồng mà mình mê rồi, mình rất thích rồi. Như vợ mình, đàn bà thì chắc có lẽ là không nghĩ là chiếc xe mà lên đây là thích như vậy luôn á. Chiếc xe này vô sàn đậu cũng được. Không, nó bằng cái chiếc truck dài hả? Bằng cái truck dài. Rồi, ở phía sau này. Cái này bằng stainless steel. Oh man, phía sau này rộng ghê anh em, nhìn này. Wow. Cái này là kéo qua hả? Cái này hình như cái kia tụt xuống à? Để hỏi nó thử cái này tụt xuống à. Hey, how about this one? This one have the roof? Or where? Okay, okay. Okay. Oh, cả nhà nhìn này. Đó, bấm ngay đó cả nhà. Bấm ngay đó cái là nó đi xuống luôn này. Oh, hai bấm xuống kìa.
You know what? Usually I tell her come over here, see the talk because I like it. She said no, she don't like it. Now she tell her it's both. I said if they have it, I buy right away, man. Okay? But they don't have it. Wait about a year, right? Maybe a year, yeah. And then cái này là cái store Việt này, đựng đồ luôn này, ở nhà. Can you charge another car? Oh, that's the 220, right? Yeah. Wow. Điện 220 luôn mọi người nha. Bottle opener for beer. The bottle here for beer? Oh. Wow, bỏ này lên thử nè, bỏ cái cốp lên thử. Can you put lips on up and then see it? Oh, cũng điện luôn cả nhà. Bấm cái là nó chạy lên thôi. Mê luôn đó, nó nhìn mê luôn đó. Đúng, nhìn chiếc xe mà nó là nó để lại đó, đem đẩy ra cái này kéo bấm xuống hết nha, đi thử hết mọi người nha, điện hết rồi. Wow. Usually this one like how many miles for the battery? Thousand. 330 miles. Cái này là ba được chạy được 350 mile cả nhà nhé. 350 mile thì mình không biết bao nhiêu km. Rất đẹp, rất đẹp. They just have only one color stainless steel or what? Yeah. Oh. All wrap. Cái này chỉ có một màu thôi cả nhà nhé. Là stainless steel luôn, là nó gọi là cái này nó gọi là cái gì hả? Inox à? Stand and steel, mình không hiểu. Bằng sắt. Nó nói á, nếu mà mình muốn thì mình wrap là cái màu khác á. À, còn nó chỉ có một size một thôi. Cái này cũng hay đúng không? Mà bóc ra nó không có bị. Mà cái này á, nếu mà order á là một năm. Ở đây xem chiếc xe này mọi người nha. Oh, cái này cái hút trước này. Ô ha, hút trước kìa. Wow. Nhìn đã. Coi như đường trước đường sau luôn á cả nhà. Còn cái bánh xe của nó thì khỏi nói rồi, nhìn chiếc xe phải nói là đúng quá hầm hố luôn á. Đây là cái ghế phía sau mọi người. Mọi người thấy không? Ngồi này, ngồi phải nói là rộng rãi luôn á, cái này mà đi xa là rất là sướng. Cái màn hình nó khác cái Tesla mà cái model mà đắt tiền nhất luôn á, mà mình thấy chiếc xe này nó bằng cái giá với chiếc Tesla kia chứ mấy hả? Tính ra nó bằng cái giá của cái loại Tesla mà đắt tiền nhất đó, cũng 100 ngàn thôi, cái này cũng 100 ngàn nè. Mình nếu mà anh thì anh chọn cái này, mua cái này 100 ngàn. Cái kiếng này, kiếng có mấy tí thôi. Kiếng mấy tí thôi. Cái nhìn thấy cái phía trước này nè, mình bỏ tới đầu kia kìa, thậm chí đứa con nít còn nằm lên đây được luôn á. Cái màu trắng đen rất đẹp, ở đây nó có một cái lằn nó gọi là neon light, một màu xanh. Nhìn chiếc xe ở trên là kiếm này. Wow. Ngồi trong chiếc xe này phải nói là mê mệt đấy cả nhà. Đúng là mê luôn. Rồi. Cái ghế nó ngồi êm nha. Cái ghế mình thấy là êm. Cũng có hai chiếc xe, hai bên. Phải nói chiếc xe quá đẹp, quá đẹp. Neon này, cái nóc này, công nhận là Tesla phải nói là cái cách nó làm ra chiếc xe phải nói là đúng là nể phục đó mọi người. Hà em nhìn ngay từ chỗ kia này, chỗ này mà lên trên cái chỗ mà người ngồi lái á, cái này có miếng bột thôi, cái này là cái bột nước đấy. Một cái thôi. Nó lên tút trên kia không kìa. Sau này có cái màn hình nữa cả nhà nhé. Nè, sau này có cái màn hình nữa. Phải nói là chiếc xe mình hơi bị mê luôn nha, mê luôn.
dẫn vợ mình lên đây, vợ mình nhìn chiếc xe, vợ mình cũng khoái luôn. Thì mọi người cũng biết là đàn bà ít khi mà người ta, đàn bà ít khi mà muốn nhìn những chiếc xe hầm hố như này lắm. Nhưng nhiều khi lên đây rồi, nhìn tận mắt thì mới thấy cái vẻ đẹp của chiếc xe và vẻ hầm hố vậy. Và cái giá trị của chiếc xe mà 100 ngàn cả nhà, phải nói là cái giá quá hấp dẫn đúng không? Thấy sao? Có chiếc xe này thấy sao vợ? Đẹp lắm. Đẹp đúng không? Đặc biệt. Quá đặc biệt. Đúng. Không, mình nhìn chiếc xe mà giống như anh nói là 100 ngàn với tính ra chiếc xe kia, thì chiếc xe này nó quá sức là đặc biệt. Hả? Cái gì? Là sao? Có hai cái móc này. Móc này. Còn ở đây là cái camera này. Còn cái này là để bỏ bằng số này, thấy không? Cái này là hai cái đèn pha này ha, Hai cái đèn để mà chạy ban đêm đó. Còn ở đây lúc nào cũng là cái LED nó nổi một vàng như vậy trên đó. Còn đây là cái quạt nước. Nhìn cái kiếng cả nhà, nhìn cái kiếng một bên nó nhìn cũng đã không? Cái này cửa đóng lại này, quá. Mới nói chuyện với cái người lấy order đó, là lấy nếu mình muốn thì đăng ký mình bỏ ra 250 đồng. Và cái model này là cái model đắt nhất, là 100 ngàn. Thì hiện tại giờ chiếc xe này đang có sử dụng tại Cali và Houston, Texas thôi cả nhà. Còn những cái tiểu bang khác chưa có. Thì đó là cái thông tin của cái người mà bán xe ở đây nói chuyện với mình vậy. Còn những chiếc xe này thì có thể người ta mua đây rồi người ta đi tới những tiểu bang khác, tiểu bang này, tiểu bang kia thì mình không biết. Nhưng nó chưa ra nước Mỹ, chỉ có tại Mỹ thôi, chứ không có một nước nào có hết. Đó là cái thông tin của cái người bán trong này. Mình mới đứng nói chuyện, mình muốn tìm hiểu về chiếc xe này như thế nào thế kia. Và bán bao nhiêu chiếc ở tại Mỹ rồi thì nó không có biết được bao nhiêu chiếc tại Mỹ. Nhưng nó chỉ có nói là Houston với là Houston, Texas với California thôi. Gì hả? Em nói cửa này mở ở đâu? Đây nè. Đây, bấm nè. Bấm nè Phan. Đó, mở ra. À, bấm đó là mở ra mày. Nó không có cái tay cầm tay đầu đi chơi, mình để cái này thôi. Cái này là fall in love cho cái Cybertruck luôn cả nhà. Đúng là fall in love luôn, là coi như lên đây là bị cái gì, nó gọi cái gì, bị hút hồn nè. Bị hút hồn luôn cả nhà. Ủa còn mở cái cửa bên này là em mở như thế nào? Ồ, mở cái kia này. Đứng vô bấm vô. Wow. Nó tự động nó ra, em đâu cần. Nó đây này, đây này, để mình làm lại này. Ok, bấm này. Đó, tự động ra. Ồ, ra đây, ra chút xíu thôi bắt đầu mình mới kéo ra. Xe ngày xưa là một cái lớp nó gọi là thép đó. Thì cho nên cái này đạn bắn không lũng đó, đạn bắn nó sướt đó. Xe như là thép, dạng như là một lớp nó sẽ tăng. Cái lốp ở nhà này, cái này bằng nhựa nha, còn cái lốp của nó rất là to. Cái này mình có thể là để mình coi cái lốp của nó là cái này, cái lốp là hai găng tay cả nhà, cái bề dày của nó là hai găng tay đó. Ngồi lên chiếc xe ấy mọi người, nó rất là comfortable, là dễ chịu đó, mà rất rộng rãi. Những cái detail là những cái góc cạnh của chiếc xe nó làm rất là tinh tế cả nhà. Nhìn rất là đơn giản. Rất đơn giản mà góc cạnh là cái kính, nhìn cái kính thì nó làm rất là. Chính mình tới sát chiếc xe và mình ngồi trong chiếc xe rồi thì mình mới cảm nhận được là nó giá trị và nó hầm hố như thế nào. Có thể bấm mở trước là sao này. Cái này này. Chưa biết luôn nè, cái này để hỏi chứ. Em đóng xuống, bấm lại xuống nè. Cái này là cái chuông ở trước cả nhà. Tự động ha, tự động bấm hết. Và ở trước cũng có đựng đồ, ở sau đựng đồ. Đây. Mình bấm cái nút ở dưới này. Bấm đi. Nó có cái điện đó mà. Bấm cái nút đây nè, cái nút đây nè. Cái học này đựng đồ cũng rộng rãi chứ, không dưỡng đâu. Còn cái này nó đóng ha nè, cái này đóng nè. Phải. Đúng rồi. À, giờ tìm hiểu từ từ là biết hết. Cũng đơn giản thôi, nó toàn đơn giản không ạ? Nhìn... Sau mọi người nha.
À, nhìn ở sau này, chân rồi ngồi rộng rãi. Rộng rãi mà, rộng rãi lắm. Rộng lắm. Đây này, đây có cái màn hình TV này. Ngồi, à, lên điện này. À, ngồi phía sau rộng rãi, vô cùng luôn. Để chân thoải mái, cứ tưởng là, à, là nhìn có vẻ là tưởng là lúc mà người, mình nhìn thấy nó chạy trên đường á, là mình nhìn thấy nó nhỏ. Mà khi mình vô ngồi chiếc xe rồi, nó rộng thênh thang luôn mọi người. Rộng thiên thang luôn. Nó chế cái ghế này này, ở dưới cái gầm này này, anh Hoa cũng để chân vô là thoải mái. Chân thoải mái này, thấy không? Mình để chân rộng thoải mái này đó. Nhìn thì thoải mái, mà nói là tuyệt vời luôn. Chứ tất là nhìn mê quá các mọi người nha. Mọi người có dịp ghé đi lên ở vai để tận mắt nhìn chiếc xe và rờ vào và ngồi vào luôn thì mới cảm nhận được chiếc xe này đúng như mình nói hay không. Cứ lên cái thất là dealer tại ở vai và vào đó, ai vào xem cũng được hết. À, cứ đúng giờ mở cửa, đúng giờ đóng cửa là vào đó, người ta phục vụ mình thoải mái. Nếu muốn mua bỏ 250 đồng đăng ký, rồi nếu mà có người ta sẽ gọi cho mình. Thấy đơn giản không? Đó, rất đơn giản. Và nói là chiếc xe đẹp. Mọi người có dịp ghé lên thành phố Irvine vào xem chiếc xe này, nhìn tận mắt, rờ tận tay thì mới, và ngồi trong luôn, mới cảm nhận được chiếc xe Tesla Cybertruck như thế nào. Thôi mình xin dừng video tại đây. Chúc cả nhà một ngày bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Hẹn tất cả mọi người video tiếp theo tại Cali. Đang trên đường mới đi ra khỏi dealer mà quên mình nói với tất cả mọi người là theo mình tìm hiểu thì người ta kể là những người bán trong này kể là những chiếc xe mà đã chạy trên đường á mọi người, thì nó nói người ta đã đăng ký năm 2019 đó, thì giờ người ta mới có để chạy trên đường đó mọi người. Mình đăng ký bỏ vô mấy trăm mà, thì chừng nào nó gọi thì gọi thôi, thì gọi thì có xe chạy.